Thì giờ này chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa. Xin mời Hội Thánh chúng ta cùng mở ra trong Kinh Thánh sách Sự Ký nhất, đoạn 17, từ câu 1 đến câu 10. Sự Ký nhất, đoạn 17, từ câu 1 đến câu 10. Tôi xin phép được đọc lời của Chúa. Đức Chúa Trời không cho David cất đền thờ cho Ngài. Khi David ở trong nhà mình, bèn nói với tiên tri Nathan rằng: Này, ta ở trong nhà bằng gỗ đá bá hương, còn hồn giao ước của Đức Giê-hô-va ở dưới những bức màn. Nathan tâu với David rằng: Hãy làm theo điều ở trong lòng vua, vì Đức Chúa Trời ở cùng vua. Xảy trong đêm đó, có lời của Đức Chúa Trời phán cùng Nathan rằng: Hãy đi nói cùng David, tôi tớ ta rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi chớ cất đền cho ta ở, vì từ khi ta dẫn Israel ra khỏi Egypto cho đến ngày nay, ta không ở trong đền nào hết, nhưng ta ở từ trại này đến trại kia, từ nhà tạm này đến nhà tạm nọ. Phàm nơi nào ta đồng đi cùng cả dân cả Israel, ta há có phán biểu một người nào trong các quan xét Israel, tức người mà ta truyền bảo chăn dân ta, mà rằng: Sao các ngươi không cất cho ta một cái đền bằng gỗ bá hương? Bây giờ ngươi hãy nói cùng David, tôi tớ ta như vậy: Đức Giê-hô-va của vạn quân phán như vậy: Ta đã lấy ngươi từ chuồng chiên, từ sau những con chiên, tặng lập ngươi làm vua chúa trên dân Israel. Phàm nơi nào ngươi đã đi, ta vẫn ở cùng ngươi, trừ diệt các thù nghịch khỏi trước mặt ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi được danh lớn như danh của kẻ cao trọng ở trên đất. Ta sẽ sắm sẵn một chốn ở cho dân Israel ta, vun trồng chúng để chúng ở nơi mình sẽ không còn bị quấy rối, còn loài ác sẽ chẳng làm bại hoại chúng như khi trước nữa. Như từ ngày ta đã lập quan xét trên dân Israel ta, ta sẽ khiến các thù nghịch ngươi phục dưới ngươi. Lại ta báo cho ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ cất cho ngươi một cái nhà. Thì giờ này câu gốc nền tảng cho bài chia sẻ buổi sáng hôm nay là trong Ma-thi-ơ 26 câu 19. Xin mời chúng ta đọc đứng lên, ta đọc câu gốc này hai lần. Ma-thi-ơ 26 câu 19. Chúng ta đọc khởi sự. Vốn rồi mà Thiên Trời Đức Chúa Giê-xu đã tới và hai chọn lễ vừa qua. Vốn rồi làm đi như lời Đức Chúa Giê-xu đã dạy mà chọn lễ vừa qua. Xin mời Thánh Đức Hồi, xin trọng cảm ơn Hội Thánh. Bây giờ này xin mời tôi tới Chúa sẽ chia sẻ lời của Chúa. Xin mời. Trân trọng kính chào toàn thể quý con cái của Chúa. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì một tuần lễ Chúa đã ban phước cho chương trình lễ cảm tạ của Hội Thánh. Và hơn thế nữa thì trong tuần vừa qua thì tôi cũng cảm ơn Chúa có được dịp để đến thăm một gia đình ở đường Lê đường ở đại lộ Đông Tây và Bắc Kiệt á, ở bên dưới đó thì làm chứng cho hai ông bà là thân phụ của hai em thanh niên để làm chứng và giúp đỡ, thì hai ông bà đều bằng lòng cầu nguyện tin nhiệm Chúa. Sáng hôm nay thì hai ông bà định đến đây nhưng mà bị đường xa quá, thành ra hai ông bà không có đến được. Thành ra chúng ta cũng cầu nguyện nhiều bởi vì có những tín hữu tin Chúa nhưng mà đường thì quá xa, họ nhiều khi họ muốn đi nhóm nhưng mà họ không đến nhóm được thì họ sẽ đi nhóm những chỗ gần hơn. Bây giờ thì chúng ta cùng với nhau để bước vào trong tháng mới. Xin Hội Thánh cũng chúng ta chú ý đến chúng ta sẽ có một cái đời sống trưởng thành khi chúng ta biết quan tâm đến công việc nhà của Chúa. Đây là tháng mới mà chúng ta sẽ cùng với nhau để chúng ta hiểu được cái quy luật ở trong đời sống thuộc linh khác với đời sống thuộc thể. Đó là đời sống thuộc thể thì càng trưởng thành thì chỉ càng biết quan tâm đến nhà riêng của mình,
đến công việc riêng của mình, đến tài sản riêng của mình. Nhưng mà đối với những người ở trong nhà của Chúa, thì khi chúng ta có được một đời sống trưởng thành của linh, thì chúng ta biết quan tâm đến công việc của Chúa. Đó là cái điều mà giúp đỡ để cho đời sống của tất cả mỗi chúng ta càng ngày càng thấy mình thật sự là có giá trị, càng ngày mình thấy rằng mình rất là ích lợi và quý báu ở trước mặt Chúa. Rồi từ đó thì Chúa mới đổ thêm những ơn phước của Ngài vào trong đời sống của chúng ta. Từ đó Chúa mới ban thêm cho chúng ta những ân tứ, những điều kiện thật là tốt lành để chúng ta có thể chẳng những lo cho được chính bản thân của mình, lo được cho gia đình của mình, mà Chúa còn dùng chúng ta vào nhiều công việc lớn hơn nữa, như điều mà chúng ta đã cảm tạ ơn Chúa qua những bài làm chứng mà Hội Thánh đã thấy trong 2 tuần trước đây. Trong tờ chương trình của chúng ta thấy là ơn phước lớn lắm, nhiều lắm. Nhưng mà như vậy thì nếu chúng ta chỉ đến mức độ đó thôi thì ơn phước cũng sẽ dừng lại. Nhưng nếu như chúng ta càng khao khát và mong ước hơn thì Chúa cũng lại sẽ ban cho chúng ta trong năm mới, trong một năm tiếp theo, khi mà chúng ta cảm tạ, chúng ta sẽ lại đọc lại được những ơn phước khác, chứ không phải là những ơn phước cũ của năm vừa qua nữa. Đó là điều mà tôi rất là mong ước rằng Hội Thánh chúng ta sẽ suy gẫm, suy nghĩ trong tháng 8 này, đó là chúng ta cần phải quan tâm đến công việc của Chúa. Và bài học mà chúng ta học trong buổi sáng hôm nay qua sách Sử Ký, thứ nhất đoạn thứ 17, từ câu 1 đến câu số 10 này, thì chúng ta sẽ học được một điều trước tiên, đó là quan tâm đến công việc của Chúa, nhưng mà phải là theo ý muốn của Chúa. Chứ chúng ta thấy rằng trong Hội Thánh ngày hôm nay, có những cái Hội Thánh mà ngày hôm nay đã trưởng thành trước chúng ta. Nhiều Hội Thánh tinh lành đã phát triển và đã đạt được nhiều cái kết quả còn nhiều hơn chúng ta nữa. Nhưng mà có một điều, đó là nếu mà bảo rằng phải theo ý muốn của Chúa thì đã có một số người họ nói rằng tại sao hầu việc Chúa mà phải dừng lại, tại sao hầu việc Chúa mà không có phải nỗ lực hơn mà phải bị ngăn trở, phải bị những cái điều khó khăn. Nhưng mà chúng ta sẽ học trong buổi sáng hôm nay để thấy rằng chính vua David là một người rất được đầy ơn, là một người đang có nhiều khả năng, tài chánh, vật lực, tất cả mọi sự đầy đủ hết, và đang sẵn sàng để xây dựng đền cho Đức Chúa Trời. Nhưng khi Chúa nói với ông rằng ngươi không được cất đền cho ta, thì ông cũng đã sẵn sàng vâng phục Chúa. Ông không hề cãi lại một lời, ông không hề đặt cái câu thắc mắc là tại sao. Nhưng mà ông đã hoàn toàn để ý của Chúa trên hết, và ông để việc xây các đền thờ của Đức Chúa Trời đó cho chính con trai của mình, như điều mà Chúa phán dạy vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ học được cái bài học này ở trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay, để thấy rằng có những lúc chúng ta muốn hầu vị Chúa lắm, nhưng mà chúng ta sẽ xem coi ý muốn của Chúa như thế nào, và chúng ta có theo ý muốn của Chúa hay không. Chứ còn nếu không, chúng ta sẽ thấy rằng trong cái bài học Kinh Thánh mà chúng ta đã học và chúng tôi cũng có giải thích đó, là nếu không chúng ta sẽ dễ lắm rằng chúng ta sẽ làm những công việc mà theo ý của chúng ta mà chúng ta không có ngờ. Chúng ta tưởng rằng chúng ta đang hầu vị Chúa, làm công việc Chúa, nhưng thực ra là để bày tỏ cái khả năng của chúng ta, bày tỏ cái sự giàu có của chúng ta, bày tỏ cái ý là lòng sốt sắng của con người để đạt được cái mục đích, chứ không phải là để cho Chúa được vinh hiển.
Vì vậy điều đầu tiên mà theo ý muốn của Chúa đó là chúng ta phải nghĩ đến cái sự vinh hiển danh của Chúa. Khi David muốn cất cái đền thờ thì trước tiên là ông nghĩ đến rằng nhà của ông thì tốt, mà tại sao hòm giao ước của Đức Giê-hô-va thì ở dưới những bức màn? Có nghĩa là ông thì ở nhà cao cửa rộng, cung điện xa hoa, nhưng còn hòm giao ước thì tại sao lại để ở trong cái ngôi nhà tạm, chỉ ở dưới những cái tấm bức màn, chứ không phải là một cái đền thờ mà xứng đáng? Thì đó là điều đầu tiên chúng ta thấy rằng ông David nghĩ rất là đúng và nghĩ rất là tốt, vì cái ông muốn làm vinh hiển danh của Chúa. Và đó cũng là điều mà đôi khi trong đời sống của chúng ta cũng bao giờ cũng nghĩ như vậy hết, là mình dường sự vinh hiển cái danh của Chúa thì mình phải chọn lựa những cái điều gì đó tốt nhất để dâng cho Chúa, chứ còn tại sao mà mình được hưởng những cái điều tốt mà còn danh của Chúa hay là nhà của Chúa thì ở cái nơi rất là tầm thường, ở cái nơi mà không có ra gì hết. Chúng ta muốn làm công việc Chúa bởi vì chúng ta nghĩ đến danh của Chúa trước hết, đó là một điều rất là phải lẽ. Không có gì để sai trong cái suy nghĩ của David về việc này cả. Và Chúa cũng khích lệ mỗi đời sống của chúng ta cũng noi theo tấm gương này nữa. Bởi vì một cái người mà khi mà mình được hưởng nhiều quyền lợi quá, mình được hưởng nhiều ơn phước của Chúa quá, mà mình không chia sẻ ra, mình không vì có Chúa mà mình giúp đỡ cho những người khác, thì cái điều đó chúng ta còn có ý nghĩa gì đâu. Khi mà đời sống của chúng ta mọi điều chúng ta được nhiều ơn phước, được nhiều điều tốt đẹp, nhưng chúng ta lại không quan tâm đến nhà của Chúa, đến công việc của Chúa, thì chính những điều đó cũng sẽ làm cho đời sống của chúng ta gặp những thất bại, và chúng ta cũng sẽ đi đến một cái mức độ sâu xa hơn là chúng ta không còn cảm nhận được sự hiện hữu của Chúa nữa. Giống như là nhiều người ngày hôm nay ở khi mà ở trong nước hay là nước ngoài thì cũng đều có cái tình trạng này hết. Đó là càng trở nên giàu có, càng trở nên đầy đủ thì lòng kính mến Chúa, yêu mến Chúa giảm đi rất nhiều. Đúng như lời của Chúa nói, không phải là một cái chuyện bình thường. Càng lo làm ăn, càng lo làm giàu, càng có được hưởng những cái quyền lợi nhiều mà mình không nghĩ đến công việc của Chúa, thì những giờ phút thiêng liêng như là cầu nguyện, những giờ phút cần thiết để suy gẫm những ý chỉ của Chúa thì dường như không có nữa. Đó là thực tế đang diễn ra mà Chúa cũng cảnh báo trước cho cả nhân loại, cho chúng ta rằng đến ngày Sa-rốt thì tình trạng này sẽ xảy đến. Nghĩa là sự sa sút của con người sẽ diễn ra rất là nhanh. Lòng kính mến của Chúa sẽ giảm dần theo cái chu kỳ phát triển của kinh tế, của xã hội. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta muốn làm cho công việc Chúa tốt, chúng ta muốn trở nên những người có thể hầu việc và phục vụ cái nhà của Chúa, thì chúng ta phải nghĩ đến sự vinh hiển danh của Chúa và nghĩ đến những lĩnh vực thiêng liêng, những điều mà đem đến cho chúng ta những sự giao thông gần gũi với Chúa nhiều hơn, đem đến cho chúng ta những giờ phút mà giữa chúng ta với Đức Chúa Trời không có cái ai ngăn trở cả. Chính vì vậy mà ông Nathan khi mà nghe lời đó thì ông nói điều gì? Ông này nói rằng hãy làm theo điều ở trong lòng vua, vì Đức Chúa Trời ở cùng vua. Hãy làm theo điều vua. Cũng giống như chúng ta ngày hôm nay, những đời sống mà thiêng liêng, càng yêu với Chúa nhiều thì càng biết rất là rõ ràng giữa chúng ta với Chúa luôn luôn rất là thật là gần gũi và thân thiết. Chúng ta có thể nói chuyện với Chúa trực tiếp, chúng ta có thể suy nghĩ rằng mình đi đến đâu, mình làm việc gì, Chúa cũng ở trong lòng của mình, và mình làm mọi việc đều có thể chắc chắn sẽ thành công. Không có cái điều gì mà mình phải lo sợ khi Chúa ở trong lòng của mình cả. Đó là một cái điều mà đời sống của bất cứ ai khi đã có một cái mối dây thiêng liêng cao quý giữa mình với Đức Chúa Trời đều có thể tin chắc được điều này. Và bởi vậy mà chúng ta ngay cả việc ra trận, ra khi mà ra đi ra chiến tranh, ông vua David là cái người mà chúng ta biết rằng ông đối diện với nhiều nguy hiểm lắm. Ra chiến tranh thì không có thể nào nói trước được sống chết cả. Nhiều người đã trải qua cái những cuộc chiến tranh rồi thì biết rằng
ra đi ra thị trợ rồi là coi như nắm chắc lấy trước hết, đó là gần như là 90% là chết. Còn cái 1% đó là 10% đó chỉ là có sự may mắn nào đó trở về mà mình còn sống sót mà thôi. Chứ còn đi ra ngoài chiến trận thì không ai còn có thể nghĩ đến cái chuyện ngày về. Nhưng mà vua David ra trận lần nào cũng như lần này hết, ông đều được Đức Chúa Trời đi cùng và ông đều trở về trong chiến thắng. Đó là những cái điều mà còn khó khăn nhất, khó khăn hơn tất cả mọi sự. Mà một người mà khi có Đức Chúa Trời ở cùng với mình thì điều đó vẫn được bình an. Phúc chi là chúng ta ngày hôm nay chúng ta làm nhiều công việc mà không đến nỗi quá khó khăn như vậy đâu, không có những trở ngại quá lớn đâu. Nhưng mà chỉ vì trong lòng của chúng ta chưa có xác tín rằng việc này là Chúa có ở cùng với mình không, chúng ta chưa có thật sự là một cái sự quyết tâm rằng mình nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con làm việc này là làm cho Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái điều này rất là khó nói lắm mình. Bởi vì trong đó, trong khi chúng ta làm công việc gọi là cho Chúa đó, ngày hôm nay thì vẫn còn có nhiều người để cái ý của mình thêm vào trong đó, gọi là ý riêng. Và vì vậy cho nên muốn biết ý của Chúa đó, chúng ta thấy là ông vua David mặc dầu biết Chúa ở trong lòng của mình, Chúa đi cùng với mình như vậy, nhưng mà khi Jonathan trở lại ngày hôm sau và nói với ông về ý của Chúa, thì lúc bây giờ ông mới thật sự là cảm nhận được rằng đời sống tin kính của ông, đời sống thật sự mà ông biết rằng Chúa ở cùng với mình đó, còn phải chờ đợi cái sự trả lời từ nơi Chúa nữa. Thành ra khi một cái đời sống mà càng trưởng thành trong thuộc linh, biết Chúa đi với mình, Chúa yêu với mình, Chúa sẽ giúp cho mình thành công trong mọi việc. Nhưng mà còn một điều đó là chúng ta có sẵn lòng chờ đợi, chúng ta có sẵn lòng đặt cái vấn đề đó thành cái sự cầu nguyện với Chúa hay không. Nếu không đặt cái vấn đề đó trở thành một cái vấn đề cầu nguyện thì chúng ta sẽ thấy rằng ngay khi ông tiên tri Na-than rời khỏi đó rồi thì David đã bắt tay vào trong cái công việc để xây cất đền thờ. Và có thể đến là ông tiên tri Na-than quay trở lại nói rằng Đức Chúa Trời không cho phép, thì David vẫn có thể viện dẫn lý do này lý do khác để mà nói rằng không, ông nói không có đúng. Đức Chúa Trời đã, ông đã nói với tôi rằng Chúa ở cùng tôi rồi, tôi làm mọi được mọi việc rồi, thì bây giờ tại sao ông lại trở lại ông nói rằng Chúa không có cho phép, nghĩa là sao? Nếu chúng ta không phải là những người thật sự luôn luôn suy nghĩ rằng Chúa phải là đấng trên hết để giúp cho chúng ta trong các công việc được thành công, thì chúng ta khó có cái lòng nhẫn nại, khó có sự nhịn nhục ở trong đời sống của mình. Và hai yếu tố này nếu chúng ta không có ở trong đời sống tinh kính của một người trưởng thành thuộc linh thì chúng ta sẽ thấy rằng bao giờ cũng vậy hết, công việc Chúa là trên hết, lòng nóng nảy sốt sắng tôi làm là tôi phải làm, không ai được ngăn trở hết. Và điều đó đã gây biết bao nhiêu những xung đột ở trong hội thánh, điều đó đã gây ra biết bao nhiêu những điều mà thất bại mà chúng ta đã thấy rằng Chúa không có vùa giúp, Chúa không có phù hộ, cho dù chúng ta có tài năng, cho dù chúng ta có tiền bạc, cho dù chúng ta có đủ mọi thứ hết, nhưng sự thất bại vẫn là thất bại mà thôi, không thể tránh khỏi được. Cho nên chúng ta thấy rằng ông vua David đã để cho ý muốn của Chúa bằng cách đó là ngay trong đêm hôm đó, mặc dầu ông tiên tri Na-than đã nói với ông như vậy rồi, nhưng mà ông tiên tri Na-than đã để thì giờ để đi cầu nguyện. Và tôi cũng bảo đảm với hội thánh rằng ông David trong đêm hôm đó ông cũng đã cầu nguyện. Không phải là ông tiên tri Na-than nói với David rằng ông làm được, ông cứ làm đi rồi thì ông không cầu nguyện đâu. Nhưng mà ông David trong đêm hôm đó ông đã cầu nguyện, và tiên tri Na-than đã cầu nguyện, và hai cái lời cầu nguyện đó được gặp nhau khi mà ông Na-than quay trở lại điểm mà nói với David. Và điều đó mới là một cái lời mà Đức Chúa Trời phán. Thành ra có nhiều người khi mà học Kinh Thánh, học về thần học đó, thì họ nói, họ đặt cái vấn đề với tôi rằng Đức Chúa Trời phán như thế nào. Nếu như một cái người nào đó họ đến mà nói với mình rằng Đức Chúa Trời phán thì mình có nên nghe không?
vì họ nói rằng Đức Chúa Trời phán có nói tôi như vậy như thế nè. Nhưng mà tôi đã từng tiếp một số các tiên tri gọi là tiên tri giả ở trong cái thời mà tôi hầu việc Chúa ở tại Hòa Hưng đó, họ đến họ nói thẳng với tôi rằng chúng tôi là tiên tri của Đức Chúa Trời, tôi được Đức Chúa Trời bảo với ông mục sư phải làm như thế này nè, phải tổ chức hội thánh bằng cách này nè, làm thế này thế kia nè. Tôi hỏi rằng Đức Chúa Trời phán với ông như thế nào, tại sao Chúa không phán với tôi? Bởi vì khi mà học kinh thánh này thì mình mới biết rõ rằng ông tiên tri Na Thang nói là Đức Chúa Trời phán, nhưng mà ông David phải cầu nguyện với Chúa để xem coi Đức Chúa Trời có phán với mình hay không, và hai cái lời đó gặp được nhau thì đó là ý của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng ông trong cái câu chuyện của Daniel, khi mà ông cầu nguyện cho vị vua Nebuchadnezzar để thấy được hiểu được cái giấc mơ của ông đó, chúng ta thấy rằng ông Nebuchadnezzar đã không có nhớ được cái giấc mơ của mình, nhưng mà ông phải biết rằng ông đã có cái giấc mơ đó. Cho nên khi mà ông Daniel được Chúa khải thị để nói lại cái giấc mơ của ông Nebuchadnezzar, thì ông vua Nebuchadnezzar mới biết rằng đây là lời của Đức Chúa Trời và lời nói thật. Chứ bằng không thì ông nào cũng có thể vô cũng nói dối được ông Nebuchadnezzar hết. Bằng không là ông nào cũng vô nói là tôi cũng có cái giấc mơ, tôi sẽ kể lại cho ông vua cái giấc mơ này, giấc mơ kia như vậy. Ông vua đã nghĩ như vậy. Mà thật ra nếu mà không có phải là từ nơi sự chân thật, từ nơi lời của Đức Chúa Trời thì tất cả đều bị chém đầu hết. Nhưng mà khi mà nói bởi lời của Đức Chúa Trời, nói bởi tiên tri Chúa Trời, thì những lời nói là chân thật, những lời nói mà kể cả cái người nghe đều biết rằng mình đã từng cầu nguyện, mình đã từng nói với Chúa về những điều đó, và hai bên đã thống nhất với nhau, đồng ý với nhau hoàn toàn, đó là điều mà thật sự Đức Chúa Trời đã phán. Thành ra chúng ta cũng thấy rằng có một điều rất là quan trọng cho hội thánh trong cái đời sống mà thuộc linh ngày hôm nay, khi chúng ta đi nhà thờ cũng vậy. Nếu như cái ngày trước khi chúng ta đi nhà thờ ngày hôm nay, chúng ta có những cái lời cầu nguyện nào đó với Chúa rồi, thì quý vị sẽ thấy rằng trong ngày hôm nay, trong khi chúng ta nhóm chúng ta đọc kinh thánh, hoặc là có một cái lời nói nào đó ở trong hội thánh của lời của Chúa hoặc của anh em nào đó nói với chúng ta biết liền đó là điều mà Chúa đang nói với chúng ta. Còn mà không thì chúng ta sẽ thấy rằng mình rất dễ bị lầm lẫn ý của mình và ý của Chúa. Cho nên về vấn đề thần học buổi sáng hôm nay, đây là điều mà quý vị cần phải nắm vững thật rõ để không bị rơi vào trong tình trạng của một linh giả mạo ở trong tâm thần của chúng ta, luôn luôn lúc nào cũng có hết, luôn luôn lúc nào nó cũng thôi thúc chúng ta. Chúng ta có Chúa, chúng ta làm việc gì, chúng ta được ơn của Chúa, chúng ta làm mọi việc gì là cũng theo ý của Chúa hết. Thành ra đừng có lo cái gì cả. Mà nhiều khi Chúa lại cũng phán ngược lại với chúng ta, giống như là Chúa phán với ông David về cái việc xây cất đền thờ này vậy. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ, nếu không có lời của Chúa thì chúng ta sẽ ngỡ ngàng liền. Chúng ta đang hy vọng, chúng ta đang nhìn trước một cái tương lai rất là tốt, đây những cái gọi là viễn cảnh mà tốt đẹp. Mà khi mà David nói với ông Na Than, có lẽ rằng ông không chỉ nói rằng ta sẽ xây lại đền thờ cho Chúa, mà ông sẽ còn vẽ ra nữa, ông sẽ còn nói nhiều điều khác nữa mà có lẽ kinh thánh không ghi lại đâu. Nhưng mà ông có thể nói rằng ta sẽ làm cái đền thờ thật là to như hoành tráng thế này, ta sẽ làm một cái con đường bằng vàng vào, hay là ấy, tất cả ta đều có vàng hết, đầy đủ hết ở trong tay rồi, ta sẽ làm gỗ ba hương từ trước đến sau trần như thế này khác, giống y hệt như ngày hôm nay mà các vị mục sư khi mà chuẩn bị xây cất nhà thờ thì các vị mục sư đều vẽ ra những cái cảnh như vậy hết. Tôi đã gặp rất là nhiều vị mục sư trước khi xây cất nhà thờ thì đều mơ ước là cái nhà như thế này, là mà rộng như thế này, cao như thế này, rồi có đèn chùm, rồi có đèn pha, rồi tất cả mọi thứ gì đó như là quy mô lắm. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là ở tại đây, trong cái niềm hy vọng đó, khi mà ông là cái người mà kính sợ Chúa thì những hy vọng đó nó tắt đi, nó không làm cho ông trở nên một cái người thất vọng. Nhiều người ngày hôm nay chúng ta đang hy vọng một tương lai mà chúng ta theo Chúa là sẽ được đầy những ơn phước lớn lao từ nơi Chúa ban cho, hy vọng rằng tương lai là mọi điều sẽ là những cái gì mà giàu có sung sướng, hoặc là chúng ta hy vọng được rất là nhiều điều, nhưng mà rất là thất vọng. Bởi vì tại sao mà không thấy Chúa cho mình gì cả hết?
Đâm ra mình cảm thấy buồn, hổ thẹn, hoặc là Chúa nói rằng cái điều đó không có được hoặc là chưa có được thì chúng ta cũng chẳng cần nữa. Chúng ta buồn thảm và chúng ta xoay lưng đi. Nhưng mà nếu như chúng ta biết ý muốn của Chúa thì chúng ta sẽ không rơi từ cái đỉnh cao của hy vọng để rồi đi xuống đến cái chỗ thất vọng đâu, mà là chúng ta sẽ biết rằng Chúa muốn dùng mình cái điều gì và mình sẽ làm được những cái điều có thể nó trong cái sự tốt lành và ý muốn của Chúa thật sự, chứ không phải là theo ý muốn riêng của mình nữa. Và đó chính là điều mà David có thể hiểu được lời của Chúa khi mà Chúa nói với ông rằng ta từ khi ta dẫn dân Israel lên khỏi xứ Ai-cập cho đến ngày nay, ta không ở trong đền nào hết, nhưng ta ở từ trại này đến trại kia, từ nhà tạm này đến nhà tạm nọ, và nơi nào ta đồng đi cùng cả Israel, ta há có phán bảo một người nào trong các quan sát Israel, tức người mà ta truyền bảo chăn dân ta, mà rằng sao các ngươi không cất cho ta một cái đền bằng gỗ hoa hương. Chúng ta thấy không, một cái vị vua mà nghe Đức Chúa Trời nói những lời nói như vậy thì ông rất là hiểu được rằng Chúa mà ông đang thờ phượng không phải là một vị Chúa kiêu ngạo, không phải là một rất kiêu căng, không phải là vị thần mà giống như ngày hôm nay là chúng ta thấy rằng khi mà người ta xây chùa thì phải làm cái chùa vàng, khi mà người ta xây một cái đền thì phải làm cái đền bằng đá quý, bằng ngọc ngà, bằng tất cả những cái điều lớn. Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ cho David biết rằng Ngài không ở trong những cái nơi mà con người kiêu ngạo đâu, Ngài chỉ ở trong những tấm lòng của những con người khiêm nhường, bởi vì Ngài đi từ nơi này sang nơi khác cùng với con người và giúp đỡ cho mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta cũng hiểu được rằng khi chúng ta theo ý muốn của Chúa thì Chúa luôn luôn giúp đỡ đồng đi cùng với chúng ta. Chúa hằng ngày và chỉ cho chúng ta biết cái cách sống của một cái người mà được đem lòng Chúa đó, thì cái cuộc sống đó là cuộc sống chúng ta thấy là nó nhẹ nhàng và trong tinh thần vâng lời mà không có thiệt hại. Chúng ta còn nhớ rằng ông Balaam khi mà ông cầu xin ý Chúa đó, ông cầu nguyện xin ý của Chúa, Chúa đầu tiên cho biết là ông không được đi cùng với các sứ giả của Balaam. Vậy mà những ngày hôm sau thì Balaam sai đem đầy vàng, nhiều bạc, nhiều thứ hấp dẫn đến, thì Balaam lại lúc bây giờ, xin lỗi Balaam lúc bây giờ lại nói rằng để tôi cầu xin ý của Chúa. Chúng ta thấy rằng đây là điều mà rất dễ lầm lẫn trong cái đời sống thuộc linh của nhiều con cái của Chúa khi gọi là tìm hiểu ý muốn của Chúa đó. Và khi mà Chúa đã cho chúng ta biết cái điều gì là Chúa đã không nhận lời và Chúa không cho rồi, thì chúng ta đừng nghĩ rằng mình sẽ cầu xin Chúa để thay đổi cái việc đó. Nhưng mà Chúa có thể làm những việc khác, chứ Ngài không làm trên những cái công việc mà chúng ta đã xin ý của Chúa rồi và Chúa đã không có chấp nhận rồi. Đây là một cái điều mà tôi được rút ra ở trong kinh nghiệm làm việc ở đời ngày hôm nay cũng vậy. Với những cái điều gì mà chúng ta đã đưa ra, chúng ta đặt cái dự án ra để chúng ta xin, để chúng ta thực hiện, mà cái dự án đó đã không được chấp thuận rồi, chúng ta đang cố gắng đi, chúng ta sẽ thấy rất rất nhiều phiền phức và rất nhiều khó khăn xảy đến, và nhiều khi không bao giờ làm được hết, không bao giờ. Nhưng mà trái lại, nhiều khi người ta đã thay đổi cái dự án đó bằng cái tên khác, nhiều khi người ta đã thay đổi cái dự án đó bằng những cái công việc khác, chứ không còn là cái điều mà người ta cố để mà đặt cho được cái mục đích, mục tiêu của mình theo cái điều mà mình đòi hỏi thì sẽ không bao giờ được hết. Và đó là điều mà con người ngày hôm nay đã áp dụng, đã sử dụng những cái đường lối của Đức Chúa Trời, nhưng mà lại nghĩ rằng đó là những cái đường lối riêng của mình, đường lối của thế gian. Mà thật ra thì đối với Đức Chúa Trời thì là như vậy đó, là chúng ta xin một cái điều gì mà Chúa đã không cho rồi thì chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho mình, im lặng, chấp nhận, nhịn nhục và mình xin Chúa cho mình thấy được Chúa sẽ dạy cho mình cách nào khác. Và ông tiên tri Nathan bây giờ thì ông đã tỏ bài cho ông David biết cách khác đó là gì.
đó là ngày ngươi những ngày mà ngươi sẽ mãn sẽ về cùng tổ phụ, ta sẽ lập dòng dõi ngươi lên là con trai của ngươi đặng kế vị ngươi, ta sẽ làm cho nước người vững chắc, người ấy sẽ cất cho ta một cái đền và ta sẽ làm cho ngôi nước người ấy vững bền đến đời đời. Như vậy thì chính Đức Chúa Trời ngài tỏ cho David biết rằng khi ngài từ chối việc này, ngài đã sắm sẵn việc kia. Những nhà thần học nói rằng khi Đức Chúa Trời đóng cái cửa lớn thì ngài mở những cửa sổ. Không bao giờ Đức Chúa Trời đặt đời sống của các chúa vào trong những thế cùng đường bạc lối. Nhưng mà đối với người thế gian thì chúng ta sẽ thấy rằng cái điều mà con người đi vào con đường tội lỗi và những sự gian ác là những con đường cùng đường mặt lối. Mặc dù họ có thể thành công, họ có thể đạt được những cái ý đồ ban đầu của họ, nhưng rồi thì sau đó là cả một điều mà họ đi vào trong chỗ hư mất và gieo rắc bao nhiêu những điều thảm họa cho chính đời sống của họ. Còn trái lại, những con cái của Chúa Trời khi chúng ta hiểu được ý của Chúa và chúng ta dừng lại, chúng ta chờ đợi và Chúa chỉ cho chúng ta một con đường khác, và con đường đó còn tốt hơn, quý giá hơn và phước hạnh hơn. Vì vậy cho nên đó là điều mà gọi là chúng ta phải theo ý muốn của Chúa, chứ chúng ta không có theo ý riêng của cá nhân của chúng ta. Và chúng ta thấy là câu gốc mà chúng ta học trong buổi sáng hôm nay đó là cái câu gốc mà các môn đồ làm y như lời Đức Giêsu đã dạy mà dọn lễ vượt qua. Chúng ta học được bài học thần ước và chúng ta thấy rằng đến đời thần ước thì Chúa đã hướng dẫn và dạy dỗ cho các môn đồ của Chúa một đường lối mà chúng ta thấy rằng rất là thành công và cái kết quả rất lớn, đó là chúng ta làm y theo lời của Chúa Giêsu. Chúng ta làm theo những gì mà Chúa đã dạy. Dầu việc đó nó rất là đơn giản. Bây giờ đến phần thần ước này chúng ta thấy rằng nó không có cầu kỳ là xây cái đền thờ hay là những gì khó khăn cả. Nhưng mà những việc đơn giản thì lại nhiều lúc lại là khó có người thực hiện đó, chứ không phải là đợi đến việc lớn thì chúng ta mới chấp nhận, mà việc nhỏ thì chúng ta có thể nói rằng dễ dàng bỏ qua được đâu. Ở tại đây thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu bảo với các môn đồ làm gì, vào trong thành và đến gặp một cái người đàn bà đã đi trước mang cái vò nước và hỏi với người đàn bà đó rằng ta sẽ dọn cái lễ vượt qua cho thầy ở đâu. Họ làm tất cả mọi việc đều y như cái điều mà Chúa Giêsu đã dạy, và bước vào trong cái nơi đó họ đã chuẩn bị nước trái cây như chúng ta có, bánh đã có đầy đủ, và Chúa Giêsu thực hiện cái bữa ăn cuối cùng của ngài một cách thật là chu đáo. Nếu mỗi đời sống của chúng ta biết thấy rằng cái việc vâng theo lời của Chúa là việc nó quan trọng, thì không phải đợi đến việc lớn chúng ta ước làm nhiều công việc to tát, hay là đợi chúng ta phải giàu thật là giàu rồi chúng ta sẽ hầu với Chúa. Nhưng trái lại, chúng ta thấy rằng làm môn đồ cho Chúa rất đơn sơ, chỉ cần đi theo một cái người vào trong thành thôi, chỉ cần hỏi họ một vài điều cho nó đúng như lời Chúa dạy thôi, rồi sau đó thì bước vào trong phòng đó thì chuẩn bị những cái gì đã có sẵn nữa ở tại nơi đó để chuẩn bị cho cái lễ vượt qua. Chúa ngài muốn mỗi đời sống chúng ta theo ý của Chúa thì chúng ta sẽ đừng quên những cái việc nó rất là đơn giản, nó rất là nhỏ nhặt, mà những việc đó đem lại cho mỗi đời sống của chúng ta và những anh em chị em của chúng ta biết rằng chúng ta đang hầu việc Chúa, chúng ta đang làm theo ý của Chúa. Thành ra có khi mà chúng ta đến hội thánh hay là đến nơi nhóm thờ của Chúa, Chúa không dùng chúng ta vào công việc này, chúng ta cũng đừng có buồn, chúng ta sẽ bước sang một cái lĩnh vực khác. Chúa sang lĩnh vực khác, chúng ta không được hầu việc Chúa, chúng ta lại có công việc khác nữa. Mỗi một công việc của chúng ta, Chúa đều chấm công hết, Chúa đều trả thưởng hết. Ngài đến công bình, đến nỗi Chúa Giêsu ngài đã dùng cái ví dụ cho chúng ta biết rằng tại một cái vườn nho mà buổi sáng đó, thì người làm công ra thương thảo với cái người ở bên ngoài đó, hãy vào trong vườn nho của ta hái nho đi, thì ta sẽ trả cho ngươi một ngày một denier. Rồi đến 9 giờ tiếp theo thì cái người đi ra lại tuyển người vào và cũng hứa rằng một denier cho ngươi. Và rồi thì đến 12 giờ trưa, đến 3 giờ chiều, đến 5 giờ chiều sắp sửa đóng cửa cái vườn nho đó, cũng người này cũng đi ra và tuyển người vào và cũng
hứa trả cho một đơn dê. Không ai hơn ai, đến khi mà trả đó thì cái người tuyển từ buổi sáng đó là tại sao mà chủ đã kêu tôi vào trả một đơn dê mà bây giờ cái người kia mới vô có một tiếng hồ thôi lại cũng được trả một đơn dê, như vậy thì chủ quá bất công sao? Chủ làm như vậy là không có công bằng. Nhưng mà chủ đã nói rằng ta làm theo ý của ta. Người chủ có quyền của người chủ rất là rõ ràng. Lúc bây giờ những người kia có muốn cãi cái gì cũng không cãi được nữa. Bởi vì đối với cái đấng mà đã lập ra cái sự công bình thì Ngài không có bất công đâu. Ngài có những cách để Ngài ban cho mỗi người đều được thừa hưởng mọi điều một cách rất là công bằng trong cái cuộc sống. Thành ra những người nào làm công việc Chúa, công việc này và công việc khác, cho giàu lớn lao đi chăng nữa thì cũng được thả trả thưởng một đơn dê thôi. Còn một người làm công việc nhỏ mà cũng được trả thưởng một đơn dê thì chúng ta hãy rất là vui mừng cảm tạ ơn Chúa. Những vị mục sư mà phải dâng hiến cả một cuộc đời mà không có cái nhà ở đó thì quý vị cũng phải biết rằng có những người mới tin Chúa thì có một hai cái nhà cũng là cái chuyện rất là dễ dàng, phải không? Không phải là cái chuyện mà nói về cái vấn đề vật chất đâu, nhưng mà là một cái vấn đề để cho chúng ta có thể hiểu rằng quyền thuộc về Chúa. Nếu Chúa cho, chúng ta sẽ được hưởng, chứ không phải là không cho, không chúng ta không được hưởng. Nhưng mà trái lại, khi chúng ta làm có theo ý muốn của Chúa hay không, và khi mà chúng ta làm theo ý muốn của Chúa thì dầu chúng ta làm cái công việc đó rất là nhiều và rất là lâu, chúng ta cũng không có than phiền, không có buồn bã, không có đi đâu cũng kêu rêu, cũng cằn nhằn tại sao chủ lại bất công đối với tôi. Phải hiểu như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng mình rất là vui thỏa. Mình không có lấy cái việc này để so sánh việc kia, không lấy vật chất để đánh đổi về cái vấn đề thuộc linh đâu. Mà nhiều tín đồ ngày hôm nay đã đánh đổi về cái điều đó. Thấy cái vật chất là quan trọng hơn là vấn đề thuộc linh. Cho nên chúng ta có nhiều lần tôi cũng phải thú nhận nói với nhiều con cái của Chúa, không phải là lời than phiền. Nhưng mà tôi nói rằng bây giờ thử đi xem các nhà thờ mỗi buổi sáng nha. 5-6 giờ sáng, 6-7 giờ sáng đây có ai có đi cầu nguyện không? Mỗi nhà thờ, những người mà đi đến nhà thờ cầu nguyện đếm trên đầu ngón tay 5-3 người thôi. Nhưng mà nói thuộc linh thì ai nói hay lắm. Gặp các tín đồ trong nhà thờ thì giải kinh thánh, nói chuyện kinh thánh, rào ào ào ào, không ai thua ai hết. Nhưng mà hỏi mỗi ngày buổi sáng thật sự để mà giống như là những người Hàn Quốc mà họ vừa tuyết vừa trời lạnh để mà 5-6 giờ sáng họ đã có mặt ở tại nhà thờ để mà họ cầu nguyện mỗi ngày cho họ, cho đất nước của họ, thì những tín đồ tức là Việt Nam có ai làm chưa? Có kêu gọi được cộng đồng đông đảo hơn để mà làm không? Điều đó chúng ta thấy là nó quá thật sự là một cái điều đáng để đánh thức tấm lòng của chúng ta ngày hôm nay khi chúng ta hầu nguyện Chúa. Mà tại sao mà trong lòng của chúng ta vẫn thấy rằng có nhiều cái điều mà chúng ta vẫn chưa được thỏa lòng? Vì cớ khi chúng ta không theo ý muốn của Chúa thì chúng ta sẽ thấy rằng không có cái điều gì chúng ta thỏa lòng được hết. Hôm nay chúng ta được cái này nhưng mà ngày mai chúng ta lại muốn cái khác. Ngày mai chúng ta có cái khác Chúa cho rồi thì chúng ta lại còn một cái khác cao hơn nữa, muốn hơn nữa, chứ không có bao giờ được thỏa lòng cả. Nhưng khi chúng ta được ở trong Chúa rồi, chúng ta giống như David rồi, bằng lòng chấp nhận theo ý muốn của Chúa rồi thì không có đòi hỏi gì hết, đủ rồi, Chúa cho đến đó là đủ rồi, tất cả mọi thứ tốt lành rồi, được làm vua, được có cung điện lớn rồi, không có còn gì phải bận tâm về một cái vấn đề khác. Mà cho dầu cái việc đó là cái việc mà ông thấy rằng rất phải là rất là cần thiết để gọi là làm sáng danh Chúa, nhưng theo ý muốn của Chúa, Chúa đã từ chối, ông đã chấp nhận. Cho nên xin Chúa ở cùng với mỗi đời sống của chúng ta. Trong cuộc sống mà chúng ta muốn hầu nguyện Chúa ngày hôm nay, Chúa đang cần dùng lắm. Chúa rất là muốn mỗi người trong chúng ta góp một tay, một công việc rất đơn sơ, nhỏ nhặt giống như các môn đồ vậy. Không cần phải làm việc gì nhiều hết, chỉ cần đi ra, đi theo ý của Chúa, đi theo sự dạy dỗ của Chúa. Rồi đến cái phòng nào, đến nơi nào Chúa đã dọn sẵn, chuẩn bị sẵn, chúng ta làm cái việc đó thôi. Chứ không cần phải việc lớn lao. Nhưng nếu chúng ta làm theo ý muốn của Chúa, mỗi ngày chúng ta đến với một vài anh em của mình cầu nguyện, đến với một vài nhà nào đó chúng ta cầu hiệp chung nhau để giúp đỡ, chia sẻ, an ủi, thì chắc chắn rằng Chúa sẽ chúc phước cho đời sống của anh chị em, còn nhiều hơn là mình sẽ cất một cái đền thật là lớn cho Chúa nữa. Xin Chúa ở cùng và giúp đỡ thật nhiều cho Chúa luôn. Amen.
Bây giờ xin chúng ta đồng đứng lên đi. Kính lạy Cha yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì cớ Chúa có hành dinh dưỡng chúng con hàng tuần, hàng ngày. Và sáng hôm nay Chúa hãy cho chúng con lời của Chúa để nhắc nhở chúng con biết rằng chúng con cần phải làm công việc của Chúa. Chúng con cần phải trưởng thành trong đức tin để chúng con đem sự vinh hiển về danh của Chúa. Nhưng chúng con không phải lựa chọn công việc theo ý của mình. Nếu chúng con được Chúa nhậm lời thì chúng con làm công việc rất là tốt. Còn nếu Chúa không nhậm lời mà chúng con vẫn cố sức, chúng con làm, chúng con vẫn thất bại. Cho nên xin Chúa Ngài cứ cho chúng con luôn luôn cầu hỏi ý của Chúa, tìm kiếm ý muốn của Ngài để đời sống của chúng con làm mọi việc có được Chúa đẹp lòng và Chúa chúc phước hay không. Và từ đó chúng con cảm thấy được thỏa lòng. Chúng con có thể góp phần với anh em chị em của mình trong đời sống mà chúng con có thể dự lễ vượt qua với Chúa. Chúng con có thể tổ chức được những chương trình, những giờ phút mà chúng con giống như các môn đồ đã có một buổi ăn cuối cùng với Chúa vậy. Xin Chúa ở cùng với chúng con, ở cùng với hội thánh của Ngài. Trước ngày của Chúa trở lại, chúng con còn được hầu vị Chúa và phục vụ Ngài một cách thật là tốt lành. Chúng con xin Chúa ở cùng với chúng con một tuần lễ mới luôn. Chúng con xin nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Thánh chúng ta đồng ngồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dự lễ tiệc thánh. Xin chúng ta đồng tâm với Chúa và thánh ca số 79. Và thánh ca số 79. Thank you.
Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nợ, Ngài lấy bánh tạ ơn xong bẻ ra, Ngài đưa cho các môn đồ và phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài cũng lấy chén đưa cho các môn đồ và phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Chúa muốn mỗi đời sống của chúng con ngày hôm nay
cứ rao truyền sự chết và sự sống lại của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Đó là một đại mạng lệnh, đó là một lời khuyên, đó là một lời nhắn nhủ mà Chúa vẫn nhắc nhở cho chúng con qua mỗi ngày lễ thực thánh này. Xin Chúa cho chúng con yêu mến Ngài và giữ những điều này một cách bằng tâm thần và đã thật của mình luôn. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con xin nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng lên trời đất. Tôi tin Giêsu Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời, là Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của các thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Mỗi thánh đồng ngồi. Xin chúng ta đồng tâm với Chúa bài thánh ca số 194.